Rồi, hello tất cả anh em, đây là Trung Kênh Gaming và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi thử một tựa game khá là vui nhộn có tên là Apocalypse Party anh em. Đây là một tựa game sinh tồn bắn zombie theo phong cách xả đạn. Chính vì vậy nên nhịp độ chơi sẽ là rất cao, cho nên là sẽ có hàng ngàn con zombie xuất hiện cùng một lúc. Ok, mình vào test thử xem nha. Như anh em cũng thấy thì sẽ có rất là nhiều nhân vật để anh em chọn nha, từ coi như là những thầy bùa, sát thủ, tới cả anh lính đặc công SWAT và có cả thợ săn và coi như là lính cận chiến thời xưa anh em. Nói chung là hổ lốm tùm lum hết. Đây, lần chơi đầu tiên thì tôi sẽ thử nhân vật hero. Đây là nhân vật chính của tựa game này. Chúng ta sẽ bắt đầu vào màn chơi đầu tiên nha. Ok, và đây tôi có một nhiệm vụ, đó là mình phải lên level 6 để mà có thể khởi động cái đền thờ. Đâu, cái này là cái gì đây? Open. Mới vô tôi đã có được một cây desert eagle rồi anh em. Hay lắm. Và zombie sẽ bắt đầu tấn công. Tôi sẽ xem cái map một tí. Cái map khá rộng nha anh em. Anh em sẽ đợi từ đó để tôi bắn xong cái đám này. Cái quần què gì đây? Ui, có một con nai hay lắm. Đây là một con nai gút dần thôi em thấy sao nè anh em. Level up nhé. Và tôi đã lượm được cái gì? À, mỗi lần lên level thì tôi sẽ được một cái búp nè anh em. Đây, và búp nó cũng sẽ chia theo từng cấp luôn nha. Tôi nghĩ là màu tím này là ngon nhất nè. Đây, tăng tốc độ đánh và có thêm một hiệu ứng, đó là curse lời nguyền anh em. Rồi chơi luôn. Ô, sao nó nhiều thứ vậy anh em? Ô, nhiều súng cái này. Ô, gì đây, này là gì đây? Ô, wow. Đã nha anh em. À, cái cây này là cây súng bắn pháo hoa nè anh em, nhưng mà cái cây này bắn chậm quá. Tôi thử hai tay hai súng thử xem. Ô, hay lắm nha anh em. Ô, quậy đây. Cái này đúng chất sát thủ điệp viên luôn này. Ok, tôi đã hiểu. Bây giờ mình sẽ lên level 6 và mình đi vòng vòng anh em. Mình sẽ lấy vũ khí, đi lượm những cái gương bằng cam cam như thế này để lấy vũ khí mẹ. Cái skill này sao nó vô tri kiểu gì anh em ơi. Ok, này thì còn vô tri hơn nữa. Mẹ, một đám như vậy mà cầm súng nhắm thì làm sao mà bán. Tôi nghĩ là tôi phải đi kiếm một cái vũ khí khác đi anh em. Water gun đâu, bắn thử xem. Súng nước kìa anh em. Cũng vừa được quá chứ. Hay quá anh em, mới vô coi như là đa dạng các thể loại súng nha. Coi như là từ những cái loại súng xịn sò chính thống cho tới những loại súng quái dị. Nhà làm game này có vẻ cũng rất là thích chơi đùa anh em à. Cái gì nữa đây? Springfield thôi, rifle không cần. Tôi bây giờ là phải kiếm những khẩu súng gì đó rất là lạ tí coi. Cái này là gì đây? À, tôi lại được thêm một cái búp Master of Dream nào, tôi không biết. Cứ màu cam là Legendary tôi sẽ xài anh em. À, và tôi được một cái gì đây? Worship God of Recovery. À, cái này để hồi máu anh em. Một cái tượng đài để hồi máu. Cái cây súng này nó cứ né né kiểu gì ấy. Nó bắn xong cũng nó bay, nó nhảy nhảy với điệp viên ha. Và cái gì đây? À, đây anh em, tôi sẽ lên level 6 để mà có thể, đúng rồi đây nè, cái đền thờ này này. Đây rồi, sniper rifle. Nhưng mà khẩu này bắn có từng viên vậy thôi hả? À, má chán vậy. Khẩu này bắn khá đã nè anh em, ngoài việc coi như là xuyên zombie, tụi nó còn có cái đây, cái viên đạn cuối cùng nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng đứt đường lửa như thế này nè. Rồi, tôi chuẩn bị lên level 6. Hay lắm anh em, đã lên level 6 và tôi lại thêm được cái gì nữa đây? Bay gan, tôi nghĩ là đây cái này đi. Projectile gì nè. Ok, và tôi sẽ active luôn. À, boss ra anh em ơi. Boss ra. Rồi. Ok, và tôi sẽ phải tiêu diệt đám zombie và boss ở trong cái vòng tròn xanh này. Chết mẹ, nó có một cái bức gì thế kia. Ôi phải rồi luôn em. Mới vô đây gặp con boss có cả siêu và cả làm sao nữa. Mình phải làm sao bắn xuyên ở đây. Thôi phải rồi. Kỳ lạ. À, hình như nó có một thằng đi búp là anh em. Đây, tôi để ý có thằng này. Đây, cái thằng này đang búp cho. Đúng rồi. Ui. Yeah. Đó, boss mà nó có còn thằng để theo búp nữa, nó khổ, nó có support nữa này. Trời, mà khá yếu anh em ơi. Ok mẹ, đây mày búp của mày. Mày búp của mày còn cái tí xíu máu mà mày búp không ta. Cái này nó không có nút né anh em. Cái này mình chỉ có thể đi như vậy thôi, chứ nó không có nút mà né qua né lại hoặc là nhảy tránh. Mày còn chưa chịu chết này, giỡn mặt hả mày. Ok, và cái gì đây? Rồi dừng lại đi, nãy giờ tôi đang cái này nó có nút auto bắn nè anh em, để mình đỡ phải mỗi tay đâu nè, để tôi tắt đi. Rồi, nếu vậy thì cái này là gì đây anh em? Restore hình như là phần thưởng này. Tôi được thêm một cái skill gì nè anh em. Gì đây? Quần què, cái skill gì có trực thăng tới kìa anh em.
Mini Ninja. Ái chà, đây tôi nghĩ là cái này được nè anh em, cái nào mà có búp nhiều. Mini Ninja Ta Cốp Heo, đâu để tôi thử xem. Cái đó là hình như là một cái skill nổ anh em. Và đây này anh em thấy ở góc dưới không, hình như là nó sẽ đủ 100% thì mới có thể thi triển được. Ôi rồi rồi, từ 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 từ. Ê, bây giờ thì sao? À bây giờ tôi sẽ lên level 12 anh em, và đi mở tiếp cái đền thờ kế tiếp, và có tất cả ba cái đền thờ nha. Ok, mình đây mình sẽ bắt đầu đi cày level này anh em. Anh em đúng rồi, tôi có hai con đệ luôn cả. Đấy, một con là mini samurai còn có tí xíu máu à, và một con còn lại là một con mini ninja anh em. Hai con nó đang mẹ đánh rất là lực luôn. Nhưng mà theo tôi thấy những cái cây này màu xanh cho nên là đam nó hơi yếu anh em. Cây màu tím này nó bắn chậm nhưng mà đam nó khá cao mà anh em thấy không? Rồi, tôi đã lên tôi lên level 12 anh em. Bây giờ tôi sẽ đi mở cái tế đàn kế tiếp nha. Mày. Ui, cái skill nổ này kinh đấy. Nếu vậy thì tôi sẽ xuống mở luôn. Cái này là phòng kho báu nè anh em. Vàng bạc nó quý quá trời này. Ok, nếu vậy tôi sẽ đây, mở luôn cái đền thờ này đi. Rồi, chơi với boss thôi anh em. Chết mẹ, boss kiểu gì thế này? À, một con Go Titan anh em. Chà, tôi đang có một đống bút tùm lum mới kìa anh em. Bút quyền trượng, bút sách, bút đầu lâu, tùm lum. Ui, con game này hay quá anh em ơi. Cái kiểu nó có nhiều thứ, nhiều content để mình chơi lắm nha. Đây rồi. Được anh em. Ui, con game này chơi bị nghiện nha. Nãy giờ tôi chơi thì khá là đã tay luôn ấy. Ok, kéo tới đông đông đi em. Mẹ này mày làm gì thế? Mày đem cái tảng đá hay cái bia mộ của mày ra thế? Ồ, nó biết nó đem sẵn, nó làm sẵn cái bia mộ cho nó rồi anh em. Ôi mà cẩn thận nha. Ôi dạ, đông vậy. Coi chừng, coi chừng, coi chừng. Tôi nghĩ là ăn thêm một ít giáp rồi đã. Ui, ui cha, mém chết rồi anh em ơi. Tôi mất hết giáp rồi, cẩn thận nha. Mới bắt đầu đông quá vậy. Không giỡn, không giỡn. Nãy giờ thấy dễ dàng anh em ơi, bây giờ bắt đầu khó khăn ở đây. Nào, còn một chút xíu máu thôi, chết đi cưng. Hay lắm. Ok anh em ơi. Rồi, còn lại lên level 18 thì sẽ đánh được cái đền thờ còn lại. Mấy con samurai của tôi còn có tí teo máu khổ nhỏ. Ai chà, đây anh em, tôi mới được nó thưởng cho một cái skill nổ mới này. Cũng băng anh em, nhưng mà có vẻ xịn hơn cái nước hồi nãy nha. Chơi lan diện rộng luôn. À chà, tôi lên level 18 rồi anh em. Tôi đang đi tới để mà mở cái đền thờ thứ ba, nhưng mà có vẻ khá là căng khi mà lên level này. Tụi nó đông, bắt đầu đông rồi này. Ui à, tôi phải kiếm một cái chỗ nào đó để mà bú máu thôi anh em ơi, chứ không thôi là chịu không nổi đâu. Come on, come on, em thấy tôi lượm được một cái ly nè anh em thấy không? Đây, cái ly này nó chơi phép anh em. Cũng khá vui chứ. Đây này anh em thấy không? Ui, đông phải nồi. Đâu có cái chỗ nào để mà mình bú máu không anh em. Coi chừng chết. LMG à. LMG hình như là một cây súng, một cây súng ở trường 100 viên đó anh em. Đâu, để từ từ gái. Hay lắm. Hay lắm, 88 máu. Tôi nghĩ như đây máu cũng là cũng khá là ok đó anh em. Ơi coi chừng nha. Ui má đâu ra đâu vậy? Đâu ra đâu vậy mấy má ơi. Ok, vụ tụi nó lại một đám như thế này này dễ chơi. Tránh ra coi, crossbow hay lắm anh em. Tôi có một cái nỏ xịn hơn này. Đây đây, cái này được này. Được đấy anh em, cái này bắn khá đã đấy. Ok, cái này là gì ta? Ship Lady Luck hình như là một cái buff random hay gì á anh em. Nếu vậy thì ok. Chết mẹ, còn có một chút máu mà không biết đủ chơi con boss này không nữa. Come on, come on, come on.
Ê, tôi không ổn anh em ơi, không ổn anh em ơi. Bây giờ tôi phải né ra một tí đi. Mình phải đứng trong cái vòng này tiêu diệt của nó thì mới tính nha. Hơi căng đây, tôi sẽ tập trung im lặng nha anh em để mà tiêu diệt con này cho xong đi. Chết mẹ nó chơi gì nhiều skill thế. Ui rồi thôi xong rồi, có chỗ nào muốn máu không? Rồi thôi xong rồi anh em ơi. Chết bà, tôi đi ra cái dòng xanh anh em, tôi không ở trong đó cho nên là nó bị cái ngọn lửa của cái đền nó đã tắt rồi. Thôi chết mẹ, và tụi nó bắt đầu điên lên rồi anh em ơi. Rồi xong. Ui da, Thunder Fairy cái này là gì đây? Ui má, căng vậy. Ok, stay fail, thất bại anh em à. À, còn có một cái mà không tiêu diệt được. Đây, và tôi đã mở ra được một cái nhân vật mới anh em, một cầu thủ đá bóng hả? À? Phải nồi. Đấy, vừa rồi thì đã hero anh em một nhân vật xài súng. Bây giờ tôi sẽ thử nhân vật Gladiator, là một chiến binh đấu trường nha. Và hình như đây là một một nhân vật chỉ xài cận chiến thôi anh em. Rồi vô luôn. Ok, và dĩ nhiên đây là tăng cho nên là chỉ số máu và giáp nó sẽ nhiều hơn nha anh em. Đúng rồi, mới vô chỉ có mỗi thanh kiếm thôi. Ok, để tôi xem anh này có gì hay. Đâu mình đi thử mở một cái hòm thử xem nha. À đúng rồi anh em, cái gì đây? Quick Burst Attack. Rồi, nhân vật này là hầu như là chỉ có vũ khí cận chiến thôi anh em. Và tôi đội cái gì? Tôi đội một cái nón gì? Một cái tóc giả chứ. Kìa anh em. Phải rồi. Ok. Ui. À, Lý Tiểu Long anh em ơi. Ui. Lý Tiểu con mẹ nó Long rồi anh em ơi. Quà chó quá giò. Hay anh em. Ok, tôi cũng sẽ tiếp tục lên level 6, level 12 và level 18 nha. Đây, tôi vừa mới lượm được một thanh cặp song kiếm nè anh em. Và anh em có thể thấy tôi có thể triệu hồi ra một cái toilet anh em, nó ra một cái bồn cầu để mà quăng nước đá nước cất vô mặt tụi nó. Một cái búp khá là vui anh em ơi. Đúng là một con game khá là bựa, rất bựa, siêu bựa luôn ấy. Ok, nhân vật cận chiến này khá mạnh anh em. Tôi đã lấy được một cây samurai màu tím và bây giờ đã lên level 18. Ok, chúng ta hãy cùng nhau đánh luôn con boss đền thờ thứ ba nào. Đâu, sự trả thù của tôi anh em ơi. Phải cẩn thận nha. Cái con thứ ba này cơ bộ không dễ chơi đâu anh em. Nào. Hay lắm, nổ lên. Nào, cố lên. Nó còn có một tí xíu máu thôi. Con này là tôi có khá nhiều mấy con đệ tử đi theo anh em. Và có thêm skill này giống như là Hasagi nè. Lướt là em thấy không. Cho nên là vừa đánh vừa né cũng được rồi. Chết bạp nha con. Ok, tôi đã hoàn thành xong. Mẹ cái mới màn 1 mà đã khó phải nồi vậy đó anh em à. Ui, anh em xem là đệ tử của tôi à. Hèn chi, một đám luôn. Và như vậy là đã xong rồi đó anh em, đã hoàn thành mục tiêu và xong cái màn chơi này. Enter Hell hả? Hell Titan. Úi cha, à con boss cuối hả anh em? Chết bà rồi, không có máu làm sao mà chơi. Bắt ra. Này không có cho ăn máu rồi trời. Từ chứ. Mé, hết con boss này, ba con boss xong giờ tới con boss chính nữa làm sao mà chơi. Cái này nó không có rớt máu ra anh em ơi, chả hiểu như thế nào. Má mang để tôi đâu hết trơn rồi ta. Tôi chả biết để tôi đâu nữa. Ồ, mấy con game này khó nha anh em, không dễ chơi đâu. Ok, và dĩ nhiên con game này không phải là cái vô chém bừa đâu em, mà nó có cốt truyện nha. Đây, anh chàng dũng sĩ hero kim của mình
tôi cứ tưởng là chỉ có ba con quỷ thôi chứ. Cái con cuối cùng là cái con gì vậy? Đó là Satan, chúa tể của muôn loài yêu quái. Ok, tôi có thể tiêu diệt được thằng Satan đó bằng cách hãy uống vào một cái nước thánh anh em. Ok, và sau đó thì tôi đã mở được tới 4 nhân vật luôn rồi nè anh em. Và chapter 1 đã xong, tôi sẽ bước qua chapter 2. Ok, tôi sẽ thử thêm một nhân vật nữa ở chapter 2 anh em. Đó là em gái ACGNG này. Nhìn khá là ngầu đét ha anh em. Nếu vậy thì mình sẽ vào thử test thử nha. Ok, em gái này là chuyên về súng anh em. Nhưng mà cái hệ cận chiến của nó thì cũng khá là ngon đấy anh em ơi. Cho nên là đây nãy giờ tôi xài dao nãy giờ khá là ngon, cho nên tôi sẽ xài luôn. Và qua cái màn sa mạc này là nó đã bắt đầu xuất hiện những con mini boss rồi nè anh em thấy không. Đây những cái con nhỏ nhỏ nó có thanh máu rồi này. Bây giờ cũng đã level 8 rồi, tôi sẽ mở luôn cái đền thờ này luôn nha. Ok, đây cái map 2 này mình cũng sẽ đi mở ba cái đền thờ anh em, và để đối đầu lại với con Satan. Và kỳ này thì mình đã có thể tiêu diệt được nó sau khi uống cái nước thánh mà cái con chuột nó cho rồi nha anh em. Ok, cuối cùng cũng xong con boss thứ nhất. Có vẻ như là phải đi kiếm súng đi anh em. Con này đánh cận chiến để farm quái thì lẹ, nhưng mà đánh boss thì rất là chậm luôn nha. Ôi chưa chết à? Còn có tí xíu máu mà còn chưa chịu chết hả mày? Ui chà, tôi được một cây Gatling Gun này, thử xem anh em. Gatling Gun này vô đây để mà chơi cái đám này là quá ngon rồi, còn gì nữa. Đây, và tôi cũng đã, mặc dù bắn hơi yếu anh em, nhưng mà tôi cũng đã đủ level 18 rồi nè. Đây, còn cái đền thờ cuối cùng nữa, để tôi xử nó luôn. Má mà tôi nó đông đấy. Có vẻ như bắn thì ok anh em, nhưng mà cái đam này nó hơi yếu, đúng không? Chơi cận chiến đây nè, có vẻ vẫn mạnh hơn ấy. Well, tôi nghĩ là đây mình kêu con đây con boss thứ ba này ra luôn đi. Đâu để xem skill nổ này là gì đây, vừa đánh tầm xa mà vừa đánh tầm gần nè anh em.
con này nó có mấy thằng búp siêu cho nó, nhưng mà phải tiêu diệt mấy thằng đó trước. Công nhận cái cây này mạnh thật anh em. Cây này là cây liều hai tay một tím này, chặt mấy cái thôi mất một phút máu. Ok, tôi nghĩ là để tiêu diệt con này cũng đi. Mày hả mày, lên dễ đi cưng. Ok rồi, tôi đã có thể đối đầu lại với con Satan rồi anh em. Ok, cánh cổng tới địa ngục đã mở, nhưng mà tôi lại thiếu máu anh em. Tôi có nên, nó còn 32 giây nữa nè, để tôi đi kiếm máu tôi xem tự nó sẽ hút tôi vô cái cửa cái địa ngục đó. Well, chết mẹ rồi, không có máu gì hết. Johnny here, thêm một cái vũ khí tím rồi kìa anh em. Nhưng mà tôi thấy cái cây này vẫn còn lành, cho nên là tôi vẫn xài. Rồi, cuối cùng cũng vào. Nào, thử lại mày. Kỳ này thì mày hết invincible rồi con chó. Thử xem, đúng rồi. Ôi ôi, cây này mạnh lắm, tôi chỉ cần canh né đòn của nó thôi anh em ơi. Ôi có dân chạy á. Đúng rồi. Ôi ơi, tôi đang chết mẹ. Tôi đang chỉnh auto đánh anh em, cho nên là mẹ đánh hơi vô tri một tí. Mày này xa tăng cái anh này. Chết mẹ, để tôi con golem của tôi mẹ đi rồi anh em mới. Ui mẹ mạnh vậy, từ từ. Này thì này mày hay lắm. Rồi golem của tôi ra lại rồi anh em ơi, tăng nó cho anh em ơi. Ê, nó hút mình vô kìa, cẩn thận, chạy. Nó sắp chết rồi. Một vài hit nữa thôi. Cố lên. Rồi. Ông nội. Mụ nội mày chết mẹ. Ôi ôi, 29 máu thôi anh em ơi. Cẩn thận. Rồi đây, giờ phút sinh tử là đây này. Để xem. Chơi nó golem. Đúng rồi, chơi nó golem. Nó quăng cái điệu đi rồi. Hay lắm. Chết bà mày, là con chó. Mày hả Satan hả mày? Ok, con game hay lắm anh em à. Ok, em gái này coi vậy chứ rất mạnh nha anh em. Tôi đã tiêu diệt Satan bằng em này. Và đây nó lại mở thêm rất là nhiều thứ. Ok, thêm hai nhân vật nữa nè. Và sẽ còn rất nhiều. Tôi đã mở được thêm gì đây, Executioner là mấy thằng đau thủ nè anh em. Hỏi này Epidemic Fighter. Và còn rất nhiều nữa nha. Con game này nếu như mà con game này có cả chơi online nha anh em, hình như tổ đội được 4 người ấy. Rồi ok anh em, với cái việc mà còn hàng tá nhân vật và có rất nhiều màn chơi để mà mở á, thì con game này phải nói là siêu cuốn và siêu nghiện luôn nha. Cộng với cái lối chơi của nó có thể gói là rất là điên cuồng, bắn rất là đã tay. Và nếu như anh em có bạn bè để mà chơi co-op nữa thì sẽ càng vui hơn nữa, rất là vui luôn nha. Rồi anh em nghĩ sao về con game này, để lại comment của anh em nha. Cảm ơn em đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại.